Nội thất Hữu Huân xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay cơ sở Nội thất Hữu Huân rất vinh dự để bàn giao bộ bàn ghế Tần Thị Hòa cột 12 cho em Sơn ở đây là gì nhá? Khải Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ. Bộ bàn ghế Tần Thị Hoàng cột 12 gồm 6 món, một bàn dài, hai ghế đơn, một bàn lớn, một đôn kẹp và cuối cùng là một đôn ngồi. Tôi xin đi sâu về chi tiết kích thước cụ thể của bộ bàn ghế như sau các bạn nhé. Bộ bàn ghế này có chiều sâu là 61, sâu là... chiếc đoạn này là có chiều sâu là 61, chiều dài là 2,5 m, chiều cao mặt đất từ mặt đất lên đến đỉnh trương là 1,25 m. Chiếc đoạn đều đục là thuận buồm xuôi gió và đục theo lối là cây sinh chữ. Cảnh ở đây là cảnh là xuân hạ thu đông, thông mai cúc trúc. Đây, mặc dù là hàng phổ thông nhưng bên cơ sở là cũng chọn cho anh một bộ vân rất chi là đẹp. Này, em quay sát vào vân này, vân ván đoạn này. Đấy, các bạn nhìn đây, rất chi là đẹp luôn ạ. Đấy, đây là vân ván đoạn này. Đấy, đẹp lắm luôn ạ. Cột này, vân cột này các bạn nhìn nhé. Cột này. Đấy, rất chi là đẹp. Anh là anh mua trên online, vì là dịch Covid cho nên anh không về tận cơ sở ký nhận được, nên anh mua trên online nhé các bạn nhé. Bên cơ sở vẫn là làm theo tâm huyết của ngày, chọn cho anh một bộ ghế thật là ưng ý. Tiếp sau đây là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn thì có đồng kích thước như các bác nhé. Sâu vẫn là 61, rộng là 1,1 m và cao vẫn là 1,25 m. Từ mặt đất lên đỉnh trương là 1,25 m. Hàng là hàng phổ thông nhé các bác nhé. Đây, cột này, vân này, các bạn nhìn này, vân rất chi là đẹp. Chiếc đoạn này nó quay vào nên nhìn nó hơi tối, các bạn nhìn sẽ không được rõ bằng. Đây tôi sẽ quay chi tiết chiếc ghế đơn cho các bạn nhìn rõ, ngắm kỹ. Đấy, vân ván này, các bạn nhìn này, à nó quá đẹp luôn. Trương này, trên trương này, vân trương này, vân rõ nét đẹp luôn các bạn nhé. Hai chiếc ghế là một chiếc là đục lập phú và một chiếc đục lập quý. Chiếc này là đục phú đúng như các bạn nhé. Chiếc ghế còn lại này, kích thước cũng vẫn như vậy, sâu là 61 và chiều rộng của chiếc ghế là 1,51 m, cao vẫn là 1,25 m. Đây, bàn này, à, cột này, các bạn nhìn này, vân này, đẹp vô cùng luôn các bạn ạ. Trương này, vân này, phải nói là bộ bàn ghế này là vân nó cực kỳ đẹp, không chê được một đoạn nào. Mặc dù là hàng phổ thông nhưng vân này gần như là vân VIP. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, ván mặt này, các bạn nhìn này. Tiếp theo là chiếc bàn. Chiếc bàn lớn của bên cơ sở là có kích thước như sau. Chiều sâu là 67, chiều dài là 1,1 m. Bàn là đục đục là theo lối là thuận buồm xuôi gió nhé các bạn nhé. Hàng phổ thông nhưng bên cơ sở vẫn làm là đục thuận buồm xuôi gió nhé. Nếu mà ai quan tâm đến cái bức tranh thuận buồm xuôi gió này sẽ biết là nếu mà bình thường các bạn mua một bức tranh này không, nó cũng rơi vào 4,5 triệu, 5 triệu. Nhưng mua bộ ghế này, các bạn được sở hữu luôn một bức tranh thuận buồm xuôi gió rất chính là đẹp. Đây, vân này, các bạn nhìn này. Đấy, phải nói bộ này là vân quá đẹp luôn đấy. Không phải đẹp nữa mà là quá đẹp đấy. À, tiếp sau đây là chiếc đôn kẹp. Chiếc đôn kẹp là có kích thước là chiều rộng là 45, chiều dài là 75 và có một cái ngăn kéo. Vâng ạ.
chiếc bàn lớn là có hai cái ngăn kéo nhá các bạn nhá. Đây, chiếc bàn lớn này có hai cái ngăn kéo, bên đối diện còn một cái ngăn kéo nữa. Vâng, đúng rồi đấy ạ bác. Và cuối cùng là một chiếc ghế đơn, à chiếc đơn ngồi. Chiếc đơn ngồi có kích thước là vuông 40. Và em, đây cho chị xin vài ý kiến. Chị bán hàng chị cũng muốn xin vài ý kiến mà. Bác ơi, bác, hôm nay bên cơ sở Nội thất Hữu Huân có bàn giao cho bác một bộ ghế tần thủy hoàng. Bác ngồi sang bên này cho đẹp. Bộ bàn ghế tần thủy hoàng, cột 12, chất liệu gỗ hương đá. À, đây là con trai bác mua đúng không? Con trai bác thì là vì là dịch Covid nên là không về được tận cơ sở ký nhận. À, mua là mua trên online. Nhưng hôm nay là bên cơ sở đã bàn giao cho bác. Thì bác cho con phát biểu, cho con vài ý kiến xem là bác có cảm thấy hài lòng khi mà bên cơ sở Nội thất Hữu Huân đã bàn giao cho bác. Dạ, con cảm ơn bác. Nào, bác cho con xin vài ý kiến. Bác thì các con các cái đi làm ăn nông mua và về bác ở nhà bác chỉ nhận thôi, như bác cũng nhận định là một bàn ghế này rất là đẹp và vừa mới lại túi tiền của những người sử dụng tiêu dùng và đấy, mà mẫu mã rồi là phong cảnh rồi rất là ưng ý và dạ vâng. Thay mặt bên cơ sở Nội thất Hữu Huân, con xin chúc bác và gia đình hạnh phúc mạnh khỏe và thành đạt, làm ăn thuận buồm xuôi gió như bức tranh bàn con đã giao cho bác. Và con cảm ơn bác ạ. Đấy, vì là nó có những cái bức tranh này, những cái ấy rất là ý nghĩa đẹp. Và đấy, cơ sở cũng mong sao là một năm là mưa thuận gió hòa, thuận buồm xuôi gió đến với gia đình bác. Và con cảm ơn bác. Dạ vâng, nếu anh chị và các bạn nào muốn sở hữu một bộ bàn ghế tần thủy hoàng đẹp đẳng cấp như trên màn hình, xin vui lòng liên hệ tới Nội thất Hữu Huân qua số hotline 0988 685 625 để được sở hữu một bộ ghế tần thủy hoàng cột 12. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Nội thất Hữu Huân. Xin cảm ơn các bạn.